Sau đây thì chúng tôi sẽ xin hướng dẫn một số các cách massage cho trẻ. Đây là một cách rất là hiệu quả bên cạnh cái chế độ về dinh dưỡng để giúp cho tăng được cái nhu động ruột của trẻ. Đầu tiên là chúng ta phải kể đến cái phương pháp gọi là massage bụng. Tức là chúng ta trụm bàn tay lại và để ở cạnh bên rốn của trẻ và chúng ta cứ xoay tròn theo chiều kim đồng hồ cho cái tâm vòng tròn nó càng mở rộng ra, và cho đến khi mà cái ngón giữa của chúng ta chạm gần đến cái hông phải của trẻ thì như vậy là đã xong một chu trình massage ở bụng của trẻ. Thì mỗi một lần thì nên khoảng từ 1 cho đến 2 phút, và một ngày thì tối thiểu là chúng ta cũng nên làm 5 đến 6 lần. Khi mà massage thì chúng ta lưu ý là chúng ta massage cũng không được quá nhẹ, nhưng mà tất nhiên là cũng đừng có mạnh, đừng thô bạo. Và cái massage này nên là khi mà trẻ tương đối đói, từ sau khi trẻ ăn được khoảng độ 1 tiếng. Và ở cái phương pháp massage mà động tác đi xe đạp đấy, thì chúng ta để cho trẻ nằm ngửa đấy, và chúng ta sẽ cầm hai cổ chân của bé và chúng ta cứ đưa hai cái cổ chân của con, đúng không ạ, tạo thành guồng như kiểu là con đang được đạp xe đạp tưởng tượng. Cái động tác này cũng sẽ kích thích, sẽ dồn cái lực từ chân mà qua cái thành bụng, và cũng là một cái cách để mà giúp cho tăng cái nhu động ruột của trẻ được tốt. Tiếp theo nữa, chúng ta có thể thực hiện cho trẻ đây động tác co duỗi gối. Tức là chúng ta cũng để trẻ nằm ngửa và chúng ta cũng nắm vào hai cái cổ chân của trẻ, và chúng ta là để chân của trẻ vuông góc về phía chúng ta, và sau đấy nhẹ nhàng chúng ta đưa đầu gối của trẻ gập về phía bụng, xong sau đấy lại đưa thẳng về phía chúng ta. Thì đây cũng là một cái động tác mà giúp cho máu lưu thông rất là tốt, và đồng thời là động tác chặt đấy thì nó cũng sẽ giúp cho tăng cái tác động lên thành bụng và giúp cho tăng cái nhu động ruột cho trẻ. Bên cạnh cái phương pháp về dinh dưỡng cũng như là về massage là những cái phương pháp rất là hiệu quả cho trẻ, thì chúng ta lưu ý là các nhà dinh dưỡng nhi khoa khuyến nghị các bà mẹ chúng ta không nên lạm dụng cái biện pháp về thụt tháo, bởi vì đây là một cái biện pháp mà rất là dễ gây ra cái vấn đề về giãn cái đại tràng sigma, giảm cái phản xạ của cái cơ trơn hậu môn và làm cho trẻ bị lệ thuộc vào cái những cái vấn đề về thụt tháo. Cho nên là trong những cái trường hợp mà chúng ta đã điều trị cho trẻ trong cả một tuần mà không thấy có hiệu quả đấy và trẻ không đi ngoài được, thì chúng ta có thể là tạm thời trong một cái thời gian ngắn thì áp dụng cái biện pháp thụt tháo, còn chúng ta không nên lạm dụng. Các bà mẹ thân mến, hy vọng qua chương trình này chúng ta đã có đầy đủ những kiến thức để có thể điều trị cho con nếu như bé yêu vừa mới bị táo bón hoặc là thời gian qua đã bị táo bón. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bà mẹ trong chương trình kế tiếp.